xin chào mọi người. Thời gian qua có rất là nhiều chị em thắc mắc, vì thế hôm nay Obi sẽ chia sẻ với mọi người bí quyết để có một gia đình hạnh phúc và có một mối quan hệ viên mãn với người đàn ông của mình nhé. Thật ra mọi thứ chỉ gói gọn trong 4 điều thôi. 1 là hãy yêu thương anh ấy. 2 là hãy lắng nghe anh ấy. 3 là hãy tôn trọng anh ấy. Và thứ 4 là... mẹ mồm đi ra cho nó mà nói. Và thứ 4 là hãy cho phép anh ấy bày tỏ ý kiến, quan điểm và cảm xúc của mình. Thế thôi, tất cả chỉ có 4 điều như vậy thôi anh nhỉ. Bye bye, cười lên. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.